Ôi cả nhà ơi, hôm nay thì là hôm nay vợ chồng mình đi xuống nhà người em coi như là cũng kết nghĩa cả nhà, vô tình là cũng quen á nên là thấy rất là hợp duyên với vợ chồng mình á, mà hai vợ chồng em rất là quý hai vợ chồng mình, cái là hôm nay mời hai vợ chồng mình xuống nhà chơi. Cái hôm nay chiêu đãi mình là hải sản cả nhà, hào nha. Mà này hào á, bắt ở trong sân nhà của bạn của hai vợ chồng á. Ôi coi nè, đây thì mình làm món hào phô mai. Đây là hào phô mai. Rồi đây là chanh ha, muối ớt xanh. Rồi đây là hào nướng mỡ hành. Đó, cái này cũng là hào hào phô mai. Rồi đây là hào, này là hào sống nè. Này hào sữa. Hào sữa đó thì mình ăn sống cả nhà. Ăn sống thì mình chỉ vắt chanh nữa thôi à, không có gì hết trơn á. Rồi đây nha, cái món này đặc biệt nhất của hot nhất Việt Nam bây giờ là hào sốt phô mai trứng muối. Thì cái sốt này là đang hot ở Việt Nam nè, gọi là sốt vua cua đó cả nhà. Thì ở bên đây mình có thể làm được nha, mà làm rất là ngon, vì là chi phô mai đồ đó là ở bên Mỹ thì không thiếu nên làm ngon hơn nha. Thì cái sốt vua cua đó mình ăn mình thấy là nhập qua Việt Nam mà nhập qua Mỹ thì bán cũng không mắc, không rẻ đâu, nhưng mà không ngon, nó không có đậm, không có thơm mùi phô mai, vì ở Việt Nam phô mai mắc cả nhà. Đó, rồi rau răm là vườn nhà cả nhà. Thế thì thôi, rồi còn cái gì nữa hả em? Dạ Quá tuyệt vời tuyệt luôn rồi. vời luôn. Đây cả nhà ơi, thì bé này nè là hai vợ chồng bé mời lên nhà chơi đó, mà bé quý mình lắm cả nhà, nên là chị em á, quý nhau tình thương mến thương cả nhà, nên là hôm Chào nay cả nhà. hôm nay lên nhà em chơi được em chiêu đãi hải sản cả nhà. Dạ. Ừ, vậy thì bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn hải sản với chị em mình nha. Dạ, xin mà mời. mà chồng của bé với lại chồng chồng mình thì ảnh đã vô video rồi, còn chồng của bé thì ngại cả nhà, thành thử ra đó mình sorry là lúc mình ăn mình không có quay được nha, mà là quay là cho cả nhà coi là hôm nay mình ăn gì. Hôm nay cuối tuần mình ăn gì. Ồ, em lấy giùm chị cái hộp bánh đó chị, khoe với cả nhà, kiểu như là mình không phải là quảng cáo cả nhà, không phải là quảng cáo nhưng mà là giới thiệu á, là đây cả nhà, đây là cái hộp bánh này nè, thì là đang bán ở Costco á em, thì là chỉ có là dịp Christmas thôi nha cả nhà thì mới bán, mà bánh này sản xuất tại Pháp. Ok chị. Có cần mở ra không cho mọi người thấy không? Cũng được. Ừ. Mở Thì ra. đó, đây mở bên đây Mở ra hả chị? nè. Cái hộp bánh đó là hộp bánh của Pháp, mà chỉ có cái Christmas á là nó mới nhập về bán thôi cả nhà, mà cái này hàng sản xuất tại Pháp á đó, nên là rất rất là ngon. Cả nhà mình nếu như ai mà Ai mà sành điệu ăn là với lại chỉ như ai chưa ăn thử cưng, ai chưa ăn thử thì nên vô Costco mua ăn thử nha, và đi liền bây giờ nha. Đi liền bây giờ chứ thôi nếu như mà không á là nó hết hàng đó cả nhà, Cảm ơn mà chị Hiếu nha. rất là ngon mà giá cả không có mắc nữa em. Dạ chị, trời chị Không cần Hiếu. phui ra đâu cưng, cứ để vậy nè đó, Tan tan tan. thì nói là vậy nhưng mà giống như cái hình hồi nãy á cả nhà, trong đó nó có sẽ có những cái hộp đậu hộp nếp này kia cả nhà, ăn rất cái vị ngọt nó rất rất là nhẹ luôn nha. Ai mà kiểu như là biểu là thôi sợ ngọt thì đừng ăn thử đi, cái này không có ngọt nha cả nhà, trời ơi, ngon lắm đó, mình không có quảng cáo Cảm nhưng mà ơn vì chị nó Hiếu. ngon á cưng Cảm nên ơn là chị. cũng giới thiệu cho đến mọi người. Cảm ơn Ok, chị, tớ đã có quà cho em. không có chi thì chị về chị cũng xách quà gì mà. Ok cả nhà, bye bye nha, giờ mình mình ăn thôi. Ôi cả nhà ơi, thì bây giờ hai vợ chồng lại về nhà rồi cả nhà, và nói mà nước miếng chảy luôn á, nhìn cả nhà biết con này là con gì không? Đây á là con rau phít, còn gọi là con tôm đất á cả nhà, và là cái chỗ này á là cái này á, lúc trước á thì mấy em này nó chưa mở nhà hàng thì là nó làm những cái món này và nó ship đó, là mình hay ăn lắm, thèm cái là order, thèm cái order,
giá cả thì cũng phải chăng mà rất rất là ngon nha cả nhà. Ai ăn mà nói không ngon là nói thiệt á, mình á là mình đã nói ngon là nó phải ngon dữ lắm. Rồi cái từ ngày em mở nhà hàng cả nhà thì em nó không có nhận đi ship nữa, thế nên là bắt đầu thèm thèm có đồ ăn. Từ vì á, đi lên nhà hàng của em xa lắm cả nhà, mà hả, mỗi lần đi ăn rồi ông xã mình hai vợ chồng ăn à, con mình lại có đứa thì nó thích ăn mà ăn ít thôi đó, còn thằng kia nó không thích ăn nên là cũng ngại đi. Cái vô tình cái là em đưa lên Facebook cả nhà, cái tuần lễ này là tuần lễ Halloween, thì với lại cái tuần lễ này là cái con graphic này nó sống, nó tươi đó, tươi sống đó, là cái đợt cuối cùng của cái mùa con này, nên là em mới đưa lên là nhận ship. Trời ơi, nghe xong cái mừng quá, thế là em ơi cho chị order nha. Thì đó cái là mình order 5 pound, 5 pound là con graphic tươi sống nha cả nhà, để ăn. Thì là hồi sáng này á, mình lên trên trên nhà hai người em chơi, thì là mình cố tình mình gọi cho cái chỗ mà ship cái này nè, để đổi cái địa chỉ qua ở bên nhà người em đó đó, để nó ship qua để mình tặng cho hai vợ chồng đó. Nhưng mà là họ không bắt phone, thành thử ra nó là cái họ cứ theo cái địa chỉ ship của mình cũ đó, cái họ đi đó. Chứ nếu không là thật sự thì là mình cũng thèm và mình cũng định là order thêm á cả nhà. Cái lúc đó mình gọi quá trời tụng quá giờ là định gọi order thêm để mà ship qua cái địa chỉ của nhà hai người em hồi sáng đó, để tặng hai vợ chồng. Nhưng mà là nó không bắt phone cả nhà, cái rốt cuộc á thôi gọi từ sáng luôn cũng không bắt phone. Thôi thế thì thôi là em nó lại không có duyên cả nhà, thôi thì để hẹn em nó mùa tới. Còn bây giờ thì là cái con này mà nó tươi sống thì nó hết mùa rồi đó. Hồi nãy á nó mới vừa giao cho mình thì nó cũng có nói là bây giờ em có là frozen đông lạnh nhưng mà cũng ngon lắm chị à, không kém gì đâu, nhưng mà mình thích ăn cái tươi hơn phải không cả nhà. Đó thế là hồi giờ về nhà rồi á, thì là lại tiếp tục hai vợ chồng lại đại chiến về, hôm nay là đại chiến về hải sản nha cả nhà. Thì rồi ha, rồi đây là cái tô hào này á, đây tô hào này là tô hào sống nha cả nhà. Thì giống như mình để nguyên con cũng được, nhưng mà thôi hôm bữa mình đi ăn tiệc á, mình thấy anh làm á, ôi sao anh lại khui ra hết bỏ vào cái này hả, anh nói thôi cứ vậy đi ăn cho nó nhanh. Mình thấy vậy cũng ok cả nhà. Giống như ở ngoài tiệm á thì nó để lên cái con rồi nó đưa ra nó lót đá ở dưới đồ ha, để kỹ như là giữ cho nó tươi và đồng thời là để nguyên con để người ta tính tiền cả nhà. Đó, một con bao nhiêu tiền, con bao nhiêu tiền, bao nhiêu con đó. Như nhà mình ăn thì anh nói thôi nhà mình ăn mà em, anh cứ gỡ ra hết giày á, là cứ múc bỏ vô chén ăn. Trời ơi hồi nãy ăn rồi rất là ngon nên lại giờ ông xã muốn ăn thêm đó. Rồi trong đây thì là đang mình nướng bằng lò cả nhà. Thôi thấy hồi nãy lên trên nhà em đó, nó biểu chị ơi em không có lò ở ngoài. Ok em không có lò ngoài, nướng lò trong vẫn ok. Bây giờ đang nướng đó, chờ nó hả cái miệng ra đó, cái mình khạy ra thì mình muốn ăn mỡ hành thì mình cho mỡ hành vô. Mình muốn ăn phô mai, sốt phô mai chín muối cho vô. Muốn ăn phô mai cho vô đó cả nhà, giống hồi nãy đó. Đây cả nhà ơi, hai dĩa hào mình đã nướng xong rồi đây. Mỡ hành nè, rồi phô mai nè, rồi sốt phô mai trứng muối đó. Trời ơi nhìn nè, hấp dẫn. Đây nhìn hấp dẫn quá rồi, thôi bê ra anh. Hoành tráng quá cả nhà ơi. Trời ơi ngon quá luôn nè. Thì hả, ở đây thì mình cũng rất là cảm ơn hai vợ chồng em thương đã cho mình hào, em đi bắt hào cho mình. Rồi bây giờ vợ chồng mình lại đại chiến hải sản vào buổi chiều cả nhà, tại nhà. Thì đây mình sẽ quay hai vợ chồng mình nha. Ông hút. Rồi ok, rồi anh ngồi đây. Rồi bây giờ thì là mời cả nhà nha. Quá trời luôn á cả nhà. Wow, con wow phít thèm dữ dằn rồi. Rồi hả là
đại kiến hải sản tươi sống cả nhà. Giờ thì hào nha, hào sống nha. Đó thì như anh nói đưa đây, đây này anh, đó này anh hào, cái to đó thì để ăn crab feet, rau răm bả nành. Cái crab feet này á cả nhà, nếu như mà có bánh mì á hay là chấm với lại cái nước sốt của con crab feet này á, trời ơi ta nói bánh mì nóng giòn á, chấm nó ngon thì thôi luôn á. Còn giờ nhiều món quá nên là ông xã nói thôi đừng hơi khỏi nướng bánh mì đi, thành thử ra thôi. Thế thì xin mời cả nhà nha. Nó ngọt cả nhà, nó tươi á, nó sống á. Dắt chanh vô là nó chín rồi cả nhà. Nên là mình đi nhà hàng á, mà hay đi nhà hàng hải sản á, ăn con crab feet nè, là ở đó nó cũng có bán hàu sữa anh, hàu sữa tươi sống á, ăn sống đó, bắt mắt lắm cả nhà. Quá ngon luôn cả nhà. Bây giờ ăn ăn con hàu, ăn con hàu nướng mỡ hành cả nhà ơi, hàu nướng mỡ hành. Anh cái bao đẳng anh dục đây để mình dục cái vỏ ha. Vỏ hàu lo xốp em để đó. Rồi cái chan miếng nước nước mắm chua ngọt, cho miếng nước mắm chua ngọt vô cái ăn nó bơ phịch luôn. Trời ơi ngon dữ vậy. Cái này hơn Việt Nam. Ở Việt Nam á, buổi chiều đến á là quán ốc rất là nhiều. Ốc nuôi rồi đó cả nhà ơi. Chứ mà ở đâu ra mà sinh sản mà kịp cho người dân không? Chứ quán ốc quán nhậu quá trời mà. Ốc nuôi được không? Hải sản nuôi được không? Còn này là thiên nhiên. Đúng không? Ăn thêm con mỡ hành đi. Tự nhiên nghiền nó mỡ hành quá. Đây hai con luôn, vừa mỡ hành vừa phô mai. Ăn ăn hàu sữa thì ngon cả nhà, chứ đừng ham mấy cái con hàu bự cả nhà. Mấy con hàu bự á, nó bự quá ăn, trời ơi nó to quá ăn cũng ngớ. Nhưng mà lại thật sự cái gì mà nó nhỏ nhỏ, nó có vỏ cả nhà, mà mắc nữa đó. Mà hả là hàu sữa thì nó mắc hơn những cái con hàu kia đó, nên là hàu sữa nè đó vậy nè, nó nhỏ mà nó có vỏ. Ngon xuất sắc cả nhà ơi, mình công nhận hạnh phúc quá, mình quen được với lại hai vợ chồng người em đó, nó tốt. Phải nói là trên thế gian này mình chưa gặp người, kiểu như không phải, mình cũng có gặp nhiều người lắm cả nhà. Thật ra cái số mình cũng may mắn, mình ở Việt Nam cũng vậy mà qua Mỹ, nhất là qua Mỹ mình gặp rất là nhiều hả anh chị rất là tốt đối với mình trong thời gian đầu ở cả nhà, thậm chí bây giờ luôn.
là mình quen, mình chơi thân với người ta đến bây giờ luôn cả nhà, 11 năm đó. Nhưng mà mỗi người có mỗi cái khác nhau cả nhà ha. Đây mình may mắn quen được với hai vợ chồng các em này. Mà hai vợ chồng người em này, người ta nói thật lòng luôn cả nhà, đại đại gia, nhưng mà là cái bản chất con người ta lương thiện. Cái nhất, cái thứ hai là người ta bình dân. Rồi cái cách cư xử của họ rất là một con người rất là biết sống, sống đạo đức nữa cả nhà. Mình nói dùng từ sống đạo đức. Trời ơi mà may mắn thiệt luôn á, có duyên á, mừng dễ sợ. Ôi ngon quá anh ơi. Ăn hàu xong ăn thêm con hàu, ăn thêm con hàu mỡ hành nữa, xong là đi qua cột rau phít cả nhà ơi. Nó chờ tôi nãy giờ nè. Wow. Ăn con này á là nó thiệt lòng nha. Là phải hả? Thì ăn hải sản mà phải dùng tay rồi ha, mút rồi đó. Ồ. Ăn vậy mới ngon cả nhà. Hồi đó mình cái này cây cấp độ 3 nha cả nhà. Cả nhà tùy theo khi đặt á thì nói là cây cấp độ bao nhiêu. Ăn vậy mới ngon nha. Chứ mà kiểu như ăn mà bẻn lẻn hay như thế nào là không được á. Ăn phải thật tình nó mới ngon. Ăn vậy á nó mới đã cả nhà. Chứ mà kiểu như bẻn lẻn hay là ăn mà thấy nó không ngon. Nó không có tăng thêm cái độ ngon nữa cả nhà. Cái này là sống á cả nhà, nên là tươi lắm. Ngon lắm cả nhà ơi. Thì là bé này bây giờ nó không order, nó không nhận ship cả nhà. Chỉ có nhà hàng á, mà không biết làm sao cái tuần này nó mới ship thôi. Bây giờ ăn mà không ăn được đó. Muốn ăn mà không ăn được vì nó không có ship. Mà đi lên trên đó thì xa cả nhà. Nó ở building. Nhà hàng trên building. Ai thích ăn thì nói mình nha, mình gửi cái địa chỉ qua nha. Mình không phải quảng cáo cho cái chỗ này. Nhưng mà là vì nó quá ngon cả nhà, mình muốn cả nhà cũng phải ăn để thưởng thức ha. Cả nhà đừng nói trời ơi ăn thấy ghê quá rồi, ăn gì mà giống như là chết đói đồ này kia là chết không được. Ăn là phải thật tình cả nhà, ăn thật tình nó mới sướng cái miệng. Cái này giống như người miền Tây á, thì là ăn cái con gì anh, con ba khí á. Thì đó cái này á, ăn con này. Có trứng anh ơi. Con này nè, nó ôm trứng ở dưới. Ủa nó ôm trứng ở dưới nữa chứ. Ủa ngon. Con này xong nay em rút ra. Em nó to quá, rút ra không được. Đây. Ôi có trứng ba ơi. Bởi. Rồi đã quá ơi. Tươi. Ok cả nhà ơi, thì cái video mà mình làm hôm nay mình đại chiến hải sản cả nhà. Thôi thì cho hai vợ chồng mình tạm dừng đây nha. Để tụi mình ăn cho nó thỏa mãn nha cả nhà. Rồi ok bye bye cả nhà. Xin mến chúc cả nhà một ngày mới an lành hạnh phúc. Và xin cả nhà hãy ủng hộ kênh của mình nha. Thì bây giờ là bắt đầu vào mùa thu rồi.
mùa thu, mùa đông, lạnh lẽo cả nhà, không còn vườn tược gì đâu. Nên là mình sẽ cố gắng làm những cái video ở trong nhà nha cả nhà. Nấu những cái món gì đó để làm cho có cái video để gặp gỡ cả nhà cho vui. Đó, cả nhà thấy không, sau lưng mình không, dàn kệ, dàn đèn nha cả nhà. Mà tự giờ quay video thì tắt cái dàn đèn đi để sợ nó chóa ở đằng sau á. Vậy đó, cây là mình đem vô nhà cả nhà. Với lại cái dàn đèn, dàn này kia của mình là bắt đầu là tháng 3 mình sẽ ươm hạt lại để đưa ra trồng trồng á cả nhà. Nên thôi bây giờ video của mình đến đây xin tạm dừng, bye bye cả nhà nha.